lắm chứ đây. À, mình giỏi. ngày tuần tới đưa đảm quân lịch hả? Dạ, chắc không đi đâu anh. À, chuyện này chắc cũng lên. Hôm sáng hôm nay mới về tới đây. Không ra đi 2 tuần á. Nói ra thì khí hậu tốt chứ phải không? Dạ, tốt. Hôm anh gọi là lúc đó còn ở Florida, rồi không ra đi trở ngược về, đi vòng vòng. À, bên đó đi tới mấy nhà bạn đó gì đó hả? Dạ, dạ, ghé nhà bạn bè dọc vòng, dọc đường thôi, nó kéo dài chợ. Thằng ở đêm hai đêm vậy đó. Từ từ. Ê, có hình ảnh gửi theo dõi hết đó chứ. Dạ, dạ, dạ. Nó vui vẻ, đi mình đó, đi vẻ rồi. Đi với một cặp vợ chồng thằng bạn. À, dạ, dạ. Nói chung là đi trên xe ba người, đi tới đâu thì khi ghé nhà bạn nó, khi ghé nhà bạn mình vậy đó. À, mà đi xe vậy đó hả? Dạ, đi chiếc Corolla, đi chiếc Toyota Corolla. Ô, dòng ngon quá hả? Đi xe đi vui rồi, phải không? Dạ, lúc bữa đi bên đây là chiều mùng 1 Tết, tức là bữa 12 tháng 2 đó. À. Bởi vì ngày 15 Tây thì rally ngay chỗ đó, gần chỗ ông Trump đó, rồi có gặp ổng rồi à. Quay phim có gửi anh coi đó. À, đúng rồi, coi. À. Rồi sau đó mới bắt đầu đi tà về. Đó, vậy đó. À, à. Tính hỏi anh cái này nè. À. Cái bữa tối đang ở Orlando đó thì anh có gọi qua anh hỏi ý kiến vụ mà có nên đăng vụ mà thằng gì là Nam gì đó. Thằng gì? Thằng Năm Quán đó. Dạ, thằng Năm Quán. Không hiểu tại sao mà anh gọi anh hỏi ý kiến. Mày hỏi ý kiến lắm thôi. Dạ. Anh chỉ hỏi là mày chơi liền đó. Mày chơi bữa tiên tài tư rồi. Tí nữa sau khi cúp rồi anh gửi cái đường link đó ha. Ok. Cái lúc mà nói chuyện về các người về phụ trọng á. Tại vì bữa hôm á, hồi trước á, là lâu rồi năm ngoái á, là nó sau khi gặp đại sứ làm sự trên kia nhà mà thì Phùng Tử Châu đó. Dạ, bà Phùng Tử Châu. Mình vô internet á, Google mình search là mình thấy. Sau cái đó là 2 tuần là hẳn lên internet hẳn cả người phụ trọng liền. Chắc có hứa hẹn gì đó. Thì anh cứ lên nói chung vậy thôi. Thì ông trọng tham nhũng thì mình cả ngờ ông trọng tham nhũng thôi. Thế đó. Thì sau cái đó là 2 tuần nó chơi cái đó liền. Mà khi chơi cái đó là tôi lấy nguyên con của nó. À, tôi chịu lại thì nó kiện với hàng chức, tức là mình ăn cắp bản quyền là nó phạt tôi. Hiểu không? Đó cúp. Cúp rồi xấu này hẳn bị dư luận người ta nói. Mình đưa ra cái là người ta biết mẹ mẹ mà người ta nói rồi. Trong một cái clip dài lắm mà mình nó trống bỏ một đoạn nó nói cái chuyện đó thôi. Thay vì mình tách ra thì là hẳn chơi kiểu đó, thì bây giờ mình bị, mà hẳn bị thế, khi mà mình ra là hẳn có một phần dư luận nào đó rồi, thì nó lấy xuống liền. Hiểu nè. Mà khi lấy xuống là mình thấy thằng đi, bây giờ có mỗi như vậy lắm để mình chơi lại đó. Yeah, okay. Thì lắm nó nói, chơi thằng nó đi, mới chơi. Thì lúc đó mình chơi lại á, là mình tách lại, nó khác tại cái thời gian nó đi. Và đồng thời đó nó không kiện được nữa là tại vì cái bản tính của nó đã lên xuống rồi. Đúng rồi. Thì mình đưa được cái này là như là mình cả như lúc nhất có trên internet thôi. Yeah, để không ra chuyện được. Nó nhập dù là nó lên chú ái chuyện nhân mấy là chú. Cái gốc của mày đó tự động mày gửi xuống mắt rồi, đúng rồi. Mới bỏ cho cái gốc đó, mới gọi cái gốc đầu tiên mày đưa lên mày kiện người ta các bản quyền của mày chứ. Ăn lại xuống. bây giờ chết cha rồi luôn. Bây giờ tụi trên kia trên đó là mấy cái thằng YouTube tất cả là người ta cảnh mẹ nó rồi đó. Lắm đó. Anh với hỏi ý kiến lắm là như vậy, là sau này mình chơi xà lạc. Anh với chơi xà lạc trong này để đứa cháu lắm quá nhá. Anh rảnh anh là địa chỉ là tính hạt khả khái nhà chú đó. Dạ đúng rồi. Viện Thám. Viện Thám ND at Gmail. Dạ Viện Thám ND Gmail. Viện Thám. Rồi ok rồi, gửi liền đó. Vô gửi liền đó. Rồi đi vô gửi liền rồi.